Trong không khí vui tươi phấn khởi, cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay ngày 21 tháng 1 nhằm ngày 27 Tết, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt kiều bào mừng xuân Canh Tí 2020. Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đã thông tin đến đại biểu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong năm 2019, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,41%, kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của kiều bào, chính quyền và nhân dân Long An luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng kiều bào vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa gửi đến các đại biểu dự họp mặt và toàn thể kiều bào cùng gia đình lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Hội thương nhân kiều bào tỉnh Long An hiện có gần 3.000 hội viên. Năm 2019, kiều bào và thương nhân kiều bào đóng góp hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với trị giá trên 14 tỷ đồng. Để kịp thời ghi nhận những đóng góp của kiều bào trong năm 2019, dịp này Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 18 kiều bào.